Anh làm gì vậy? Nước ấm à? Ui, thủ thế. Ấy, sao đây lại tàu cát vậy? Anh bắt mấy con ông nồi. Ui, đây lại tàu cát. Tàu cát. Ui. Thì có xây ở đây. Tàu cát. Cát cũng đắp được mà. Cát đắp được rồi. Nó sập chết à? Ở bên đây này, vùng bên đây này. Bên đây có mấy hòn sỏi này, hay nướng sỏi nhỉ? Nướng sỏi gì? Cát đắp luôn. Đây, sang bên này, sang bên này. Đây, đây vùi này. Ơ, xuống dưới này nè. Ui. Từ tao một xuống phát à. Đi chơi vẻ chắc. Cầm cho tao cái điện thoại. Anh có trò chơi không cho em chơi? Trò cái gì? Trò con chơi điện tử. Điện thoại của anh. Ơi, sao điện thoại của anh nó như kiểu mạng nhện đấy? Hả? Mạng nhện gì? Người ta gọi là vỡ màn hình. Xước xước này. Đấy ra. Ui, nhưng cái bùn này tanh lắm. Nhưng mà bùn này mình có ăn liên quan gì đến. Ơi! Ui. Bắn. Anh nghịch bẩy đi nhỉ. Im. Bắn hết rồi cho niềm. Bắn mấy mà bắn. Được chưa? Chết đủ đâu. À. Chạy đâu, tao căn hết rồi. Căn thế mà bắn. Bắn cả vào bát này. Bát tí nữa. Cô phải chạy. Sao người ta đắp ở đây làm gì? Đắp để chặn lại để xây cái thành đấy. Hả? Đầu anh chỉ để mọc tóc thôi à? Xây thành nào? Thành đấy. Ây da. Được rồi. Tư. Để tao lên. Mày kê đá ai? Ừ. Kê đá không thành siêu phẩm. Nó siêu. Rồi chạy. Ây da, ok. Được rồi. Rồi. Sao? Anh đi chơi lô cốt à? Quấy lô cốt. Đây, đây. Thì anh đây không nướng ở nhà ấy. Không, người ta ăn ở khách sạn 5 sao 2 triệu một lạng. Mình ăn ở khách sạn 1000 sao gì đó. Hàng vạn sao. Tối mình có sao. Anh đắp cả rác vào đấy. Rác gì? Đây gọi là rác đâu. Gọi là bẩn. Ấy, thế mày đặt bỏ cái kia xuống. Ướm, ướm cho tao cái gì vào đấy. Đấy, bỏ thịt xuống. Lấy cái. Lấy cái kia đây. Nhớ em lấy bánh đây. Ướm, ướm, ướm đi. Chà. Rồi, ok. Ok, đây đi. Rồi ok, nào đặt nó vào đây. Đặt nó vào đây. Đặt vào đấy. Đấy, mày đặt ấn nó xuống, ấn nó xuống. Thế rồi, nào. Xuống nữa. Ấn xuống nữa. Xuống nữa. Xuống nữa đi. Cao quá. Ấn 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 đi mà ấn. Ấn đi, tao tay bẩn. Đấy, nữa bên đây, cân vào vào. Chắc quá nó không cháy đâu. Rồi. Ấy, quên. Để đặt cồn vào trước đi. Thế này nhấc lên đi. Ừ. Nhấc lên. Đặt xuống đất, đưa cái cồn vào đây. Đấy. À, từ từ. Yeah. Cái điện thoại này anh ấy cũng ném bỏ gì. Rồi, đặt cồn vào đây. Mấy cục? Ba cục, ba cái. Cho vào đấy. Nhanh cái tay lên. Đang rửa kệ nó. Rồi, một cái này. Tiếp. Cái này rồi, giữ cồn đây. Tao rửa tay tao lại. Thế anh chạy rửa tay mà làm. À. Rồi, không lấy gì cắt cồn à? Cắn. Mày cắn đi. Cắn được mà. Để đâu nhỉ? À, để được. Rác bừa bãi. Chép lên. Chép lên. Rồi, dài ra đây. À, đưa cục ra đây. Này. Cục cái ngáo quá nhỉ. Rồi, cài được không? Thế mà hôm trước có bà chửi anh thì tôi không còn chửi.
ra bạn là ý thức đúng không? Ý thức cứ cứ đi chung. Anh phải đốt ra trong chung. Rửa đi đã, cái thanh bị bẩn rồi. Sạch rồi. Ơ, thế thì phải quét đoạn này ra nữa cho nó gió nó thốc, các bạn, gió thốc như đấy. Sao? Không phải là tắt. Tắt thế nào được? Thấy không? Từ kiểm nghiệm ra. Ui nóng lắm. Ui nóng thế. Tắt. Tắt mất, tắt mất. Ừ, tao thiết kế lại. Cái đục phải cái lỗ. Ừ, không, không phải đục lỗ. Nóng lỗ thế nhỉ. Anh cởi trần ra, nó vướng. Tôi cãi cái gì rút này. Rút bỏ đi cho em một phần chân chim. Rồi. Rồi mình đặt lên, ăn mặt luôn. Bỏ hết luôn. Rồi sạch, ăn uống sạch sẽ là hoa. Uống được đằng hoa. Anh bị thôn chửi nhiều rồi. Hả? Ai chửi anh? Thôn. Anh ăn bẩn, sống bẩn quá. Sống bẩn quá. Sống bẩn. Tao sống không bao giờ bẩn nhá. Anh làm gì vậy? Bẩn. Cô bê. Ai xa. Chảy bẩn. Mày lấy cái lau đi. Nào. Anh lấy áo anh trắng rồi lau. Xả nè. Ui bẩn lắm. Lau đi. Được rồi. Chỗ này cũng bẩn này. Ui. Đáng mấy. Ừ hay là cho mấy cái đá lên trên nhỉ. Lên gì? Để nướng. Nướng trên đá. Nướng luôn như này. Nướng luôn lên sợ cháy không? Hay tao vẫn bật. Để rửa lại. Em khai chiên trước đi. Hay là cho mấy viên đá lên nhỉ? Đá lên làm gì? Ờ thôi, mình nướng thử trước đã. Ấy. Cho đá lên sợ được có chín không? Ấy. Nào. Anh. Em đây. Đá lên nó có chín không? Cháy cháy rồi, cháy. Anh phải cho dầu vào cơ. Ôi dầu. Ô bề. Ôi dính. Dính. Để cho đá chứ. Thôi anh cho vào. Mới miếng tét cái này. Tao thử thử xem. Miếng tét. Ừ. Thấy chưa, dính. Không có dầu. Không được, không được, không được, không được. Được. Thử cứ thử trước đi đã. Ui, dính nhá. Dính nhằng. Các bạn đã ăn cái này bao giờ chưa? Dính nhá. Ơ nhưng mà ra nước hay không dính nhá. Ui, không phải ăn tái chứ. Mày, mày. Mày ra quán nướng bò, có cà bê nhỉ. Cô hay cà đi. Bê là bê. Bê là bê. Sao mà không? Nước chấm, nước chấm, đưa tao nước chấm. Mày ăn nhạt à? Ngọt quá. Chờ. Ngọt lắm nè. Đấy, nó phải tái thế này. Ăn tái này các bạn nhé. Thịt bò, cù bì. Ở đây bị cháy mất anh. Nhật bổn. Anh nhận mấy miếng đá lên đây để đặt. Ừ. Ngọt lắm. Ngon nhỉ? Ừ. Háo à, háo à. Nó ăn nó mềm nhá, nó thơm. Nhưng mà sao đắt thế nhỉ? Ngọt. Chả
không biết được. Anh nhớ này làm gì? Ôi xuống đang hòa. Chân. Hòa chân. Đất bắt đầu khô. Nào thằng. Sợ. Ăn này thôi đâu rồi nè. Tải thôi, ăn tải thôi. Ừ. Ừ. Cá bì, cu bì. Cái này không bỏng. Tại đó bên kia sang kia. Quên lên tên đã nghe ra rồi, có ít bơ và ít dầu. Anh về lấy đi. Ui, thế mà nọ còn mỡ đại hiểu một quỳ. Thế anh cứ về lấy đi. Về lấy để mất ăn à? À. Có lòng biến. Cô cháy. Các bạn gì? Bây giờ chấm lắc lắc lắc. To một to vậy. Mình thấy thật ra nó cũng không gọi là nó ngon thì ngon thật, nhưng mà nó mới tưởng đấy. Nhưng mà với cái giá như thế thì làm gì. Này, mày nướng của mày đi nhá. Chó này. Ăn được một cái mắm. Tiền đường bên này đây. Nó mềm hơn, nó ngon hơn. Ngon. Nhưng mà so với cái thịt bò 200 cân đắt quá, nhiều. Nó đắt quá. Bò đấy chửa nhá. Bò của mình thôi nhỉ. Cái này nó thơm nhá. Thế bảo là chắc bên mình không bao giờ dọn từng bò đây nó ôi. Bên đấy chắc là tắm, suốt ngày tắm cho bọn bò ấy. Hình như là bò này vừa được nghe nhạc lại còn được massage. Ôi khoái nhỉ. Thế mình không bằng một con bò. Thế anh không bằng một con bò. Mày. Nhưng mà cuối cùng là nó cũng bị thịt hết. Ừ. Không? Cái gì mà sướng quá cũng bị thịt này lắm. Người ta gọi là nuôi con gì là cũng được thịt. Ui bao hồi. Phải sống sống bẩn bẩn đấy mà không bị thịt. Ừ. Cái miếng này anh cũng lật lên. Miếng lên đoạn đấy không có gió đâu, tạt được gió. Nó vẫn ảnh hưởng đấy là sao? Anh cho mấy miếng đá vào ăn cho nó thơm đã. Ừ? Không cần đá. Không đá. Hay là mày thử miếng đá không? Anh ơi, em thích ăn không chấm hơn thôi. Ăn nốt miếng này đi, tao mò đá lên. Để thử miếng đá nhá. Anh đừng có chấm gì nữa bà. Ngọt lắm, thơm lắm. Ăn không ạ? À? Đã ướp cái gì đâu? Con này mình chưa ướp một cái gì nha các bạn nhé. Đấy, từ từ. Tắm màu đá đã. Màu đá đi, đi đây đây. Cái này nó cháy nè. Thế thì tắm màu đá đã, chỗ nãy tắm màu mấy viên đâu. Đáng ăn. Đây. Quên phải đem cái ghế đi. Ăn bò phong cách Dubai mà nghe đấy thế nhỉ? Anh ơi, có cá rồi. Cá rồi. Tránh tránh để tao đi bắt. Cho lên đây nướng luôn. Đây đây, cái mắt đấy. Nhìn cồn. Ây da. Ui, cá rồi. Anh nhanh vô đấy. Nó sẽ rút vào cái gốc. Được từ. Ây, cái mắt đấy nhỉ. Ui, con này hình như đấy rồi đấy. Đang ngấp ngoài, ngấp ngoài. Sao nó ngấp ngoài nhỉ? Anh mổ đi nướng luôn. Không mổ. Không mổ á? Ừ. Thì tao vào đấy. Dậy. Dậy. Cá này là cá mương. Ăn ngon lắm. Con cá này con cá. Đây là cá mương các bạn. Ăn rất là ngon. Nhưng mà tát rồi đây này anh ơi. Nước ngoài thì sao? Tát rồi. À, mấy bò thì bò lắm. Mà thứ tốt nhất là phải bảo này, không phải đá đâu. Nhắm vào đi. Ừ. Đá mà ngon. Đấy, tắt. À. Cho vào đấy. Rồi.
thấp quá. Chúng cho thêm bụi. Ấy, con cá nó dãy mắt, giữ lên nó. Ơi. 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 Cho con cá nhé. Chín luôn à? Như lan tàn phá hại. Bạn anh tốt nhỉ? Sụp. Bạn anh nhìn như tốt. Lại tạt tôi. À! Bỏng. Tạt. Kế lại cao lên đó thì nó không bị tắt. Nãy nào có ăn thì bắt được chấm rồi. Ngon nhỉ. Ui nóng thế. Mà đi thì nào phát biểu cảm giác. Đây là thịt bò Kobe đấy. Ừ, anh nhìn này. Nó thật sự là mình thấy khá là ngon nhưng mà. Ngon nói chưa. Đây này, đây này. Lạ. Đây. Nướng kiểu này cũng khá là hay các bạn. Có đá lên nào. Anh này ngon lên lẩu. Ủa bị mở thế nhỉ. Ngon lên lẩu. Cho hết chưa? Ừ. Ấy, có cá từ lúc đấy. Cá chưa chín. Khéo lại tắt bếp rồi. Ăn ngon lắm các bạn. Đặt hẳn một lớp đá luôn nhỉ. Ừ. Ôi, anh chén tiếp đây. Ăn phi rồi, phi rồi đấy. Có còn lợn quay. Anh ơi, bao người ta nuôi cho uống đường là sao mà ngọt nhỉ? Ta biết được, thấy bảo nghe nhạc và massage thường xuyên kiểu như hoàng cung nhưng mà sau này cuối cùng là bị thịt hết. Ê, cả mương à. Ngon lắm. Ừ, ngon nhiều. Trời ơi. Cá này cũng 3 triệu một lạng. Viết cá này á, nói viết cho lắm rồi nó học. Thế bảo ngon hơn thịt bò. Làm xương quá. Ngọt nhỉ, nhưng mà làm xương. Ốc dừa. Ốc chắc cười đang bị ốc trừng trừng. Hảo ạ. Ngon. Để mà nói là bỏ ra 1 triệu một cân một, à, 1 cân thịt bò 1 triệu. À đó, 1 lạng. À, gần 10 triệu một cân thì chắc là à nó 1 lạng là 2 triệu, 1 cân là 20 triệu. Đấy là chế biến trong nhà hàng rồi. Nhưng mà chưa chế biến thì thôi tính giá nữa đi. 10 triệu một cân. Quá đắt. Mua bốt của ăn đấy ăn.
Và đây là thực phẩm dành cho các đại ca à, đại gia. Đại gia. Đây. Đại gia ăn bẩn. Xuống. Đấy, ăn nhằn ra được. Đại chân đất. Đại gia chân đất. Thôi mang đi mua cái ô tô nhỉ. Dạ. Mua ô tô. Có tiền không? À, Ferrari 488. Anh có tiền mình không đủ mua Ferrari thì mình mua 4 bánh thôi. Thiếu ít tiền. Tiền nhiều để làm gì? Tiền và quyền. Ăn cơm. Thế nên là phải ăn tiêu đi. Còn quá. Ôi, cầm lại. Không. Cầm. Cầm ném vào đi. Thế là anh ném lên phê. Em được ném vào đây không? Em là xèo nữa. Chắc chắn là xèo. Ném vào cho này nhá. Úi, bốc khói. Em nói em ném nhanh quá. Ê, ui, nó mới vào cho ném đi. Dính đâu. Cho anh ăn lúc nữa nè.